Việc chuyển giao công nghệ Nhật Bản trong điều trị xương khớp ở Việt Nam sẽ là thông tin mở đầu cho cụm tin hôm nay. Tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa các chuyên gia Nhật Bản và công ty GOG Việt Nam về chuyển giao công nghệ sản xuất trong điều trị xương khớp. Theo đó, các chuyên gia Nhật Bản sẽ chuyển giao công nghệ từ công trình nghiên cứu tại Nhật Bản để sản xuất viên khớp dạng sủi GLS tại Việt Nam. Đau nhức xương khớp kéo dài là triệu chứng thường xuất hiện trong nhiều bệnh lý như viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, thoái hóa xương, bệnh gút. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc các bệnh xương khớp gia tăng nhanh trong những năm gần đây và có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Việc chuyển giao công nghệ hiện đại sẽ giúp quá trình sản xuất tại Việt Nam chất lượng và tiết kiệm chi phí. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.